này xem còn đá trượt được nữa không. Ờ à. Đánh đúng thùng, rất máu chiến. Lắm người qua lại. Này không chết thì hơi phí. Ôi, bảo sao mà có con chim săn trên đầu. Chưa? Con người qua lại ghét thế nhỉ. Đang cái phần đây cấn. Có người. Sao đéo xếp hàng mà đi luôn mà thể. Chết. Sập miếp ngoài vãi chưa. Chưa xuống lẫy. Các ông người xem clip của Bộ Khánh Ninh nhé.